Dạ vâng em Tùng, chào anh em. Thì hôm nay em lên cho anh em xem vài cái viết tự động của Anet. Anet này là từ Nhật về và em sẽ báo giá cho anh em. Cái cây này 300 ngàn, cây này 300 ngàn, cây này 200 ngàn và cây này 200 ngàn. Thì em có làm ở trên shop Konbin, konbin.vn. Thì những anh em vào đặt hàng hoặc là đặt hàng ở trên Lazada, Tiki, Shopee gì đó thì nó sẽ đưa về, và em có bỏ hết tất cả sản phẩm lên trên khoanbinh.vn để cho anh em dễ lựa chọn hơn. Tại vì mấy cái nhỏ nhỏ này thì mình sẽ chụp anh em khó phát hiện, và mỗi cái hình ảnh thì em chụp 4-5 cái ảnh ở trên này thì trên khoanbinh anh em vào dễ hơn. Rồi thì đầu tiên thì cái này nó là viết tự động ha, mã của nó là 397. Thì 397 này á, thì nó là tự động, nó gạt qua gạt lại nha. Mình sẽ gửi đến anh em xem đây. Thì em sẽ có cái cây vít này, cái vít The Watt đó. Thì anh em cái này là mình chuyển này, mình dặn ha, dặn cứng ha, chuyển qua trái này, giữa thì nó sẽ cứng hết, và chuyển qua phải này. Thì em này nó là Made in Japan nha anh em. Đấy, Made in Japan. Rồi, em này là 300 ngàn một cái ha, Japan, cho những anh em nào mà thích cái đồ xịn. Rồi, tiếp đến là cái này luôn, cũng ba. Nói chung là em sẽ canh giá thị trường, ví dụ như giá thị trường cái này nó bán 500 ngàn thì em bán 300 ngàn, cái này bán 500, 300 ngàn em bán 300 ngàn đó, cho nó đi nhanh. Rồi cái này cũng vậy, nó hít nhẹ ha. Thì cái này nó chuyển ở trên đây là Made in Japan nè, ở đây chuyển qua chuyển lại ha, cái này nó không có giữa, cái này nó cũng khá là đẹp ha. Rồi chuyển lại ha. Đấy, rồi em sẽ gửi đến anh em cái cách đặt hàng nha. Mình lên vào cái khoang pin thì anh em sẽ bấm tìm kiếm ha, anh em bấm chữ Anet, Anet N. Rồi đây thì nó sẽ có giá tất cả này. Mình sẽ tập trung, mình đăng mấy hôm nay mình tập trung mình đăng mấy cái hình này cho đầy đủ hết Anet ha, có trang 1 trang 2. Ví dụ như anh em muốn mua cái này 150 ngàn ha, thì anh em mua trên này vẫn được, hoặc anh em có cái tài khoản mà của Lazada này, ví dụ như cái sản phẩm này thì anh em bấm vào mua hàng tại Lazada, bấm mua hàng tại Lazada thì nó sẽ chuyển qua cái app của Lazada và chuyển qua đúng cái sản phẩm này. Anh em chỉ có việc thanh toán ở trên Lazada 150, và trừ áp dụng cái voucher gì đó thì nó còn 120. Đây, rồi anh em muốn mua ở trên Shopee thì anh em cứ bấm đúng cái Shopee thì nó sẽ chuyển qua Shopee, anh em mua Shopee ở trên này. Rồi Tùng sẽ làm cái sản phẩm khác ha. Ví dụ như cái này đi, Anet này, Anet Giao Banh này ha, anh em cứ mua Lazada, bấm Lazada thì nó sẽ chuyển qua cái Lazada. Rồi anh em chỉ mua. Rồi đây tiếp đến là một cái này. Cái này cũng 200k. Nó cũng khóa ha, rất nhỏ xinh xinh, và cái giữa này thì nó sẽ cứng lại ha. Chuyển giữa ha. Đấy, cứng này, cứng ngắt này. Đấy, dễ nha anh em ha. Rồi tiếp đến là cái này cũng 200k. Cái này cũng Made in Japan luôn. Đây, Made in Japan đây. Đấy, rồi.
quay sang qua sang lại ha. Rồi thì em có thời gian rảnh thì em sẽ giới thiệu cho anh em cái web để anh em mua hàng ở trên web và chuyển qua Lazada cái kiểu. Rồi em Tùng cảm ơn anh em đã quan tâm và theo dõi kênh của em. Nhờ anh em like giúp em một like. Cảm ơn anh em.